Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Ford Ranger sản xuất 2011 phiên bản số sàn máy dầu một cầu. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 300 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Chiếc Ford Ranger mang biển số 17C00273. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho anh em được xem. Vâng, sơn zin của chiếc xe này màu đen này. Hai cụm đèn pha rất sáng bóng đều nhau anh em nhé. Đấy, chiếc Ford Ranger máy dầu một cầu phiên bản số sàn. Đấy, gầm cao máy thoáng. Đấy, dàn một lốp của nó này khá là ok anh em này. Đấy, dàn một lốp của nó này. Đấy, đây là phần cua lốp này. Đấy, phần cua lốp này không hề mùng mọt này. Bốn bánh đã đang đúc đây. Đấy, chiếc Ford Ranger sản xuất 2011. Đấy, sơn xi thì màu đen. Tích hợp xi nhan bên sườn. Đấy, một mẫu xe bán tải. Máy dầu một cầu. Đấy, phần cua lốp của xe này. Đấy, không hề mùng mọt anh em nhé. Đấy, dàn bốn lốp của nó khá là đều nhau này. Đấy, hai cụm đèn phanh này rất sáng bóng đều nhau anh em nhé. Chiếc này mang biển số Thái Bình. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho anh em xem. Vâng, đây là phần gầm xe này. Đấy, gầm bệ khá là ok anh em nhé. Đấy, không hề mùng mọt này. Đây, phần lốp xúc cua này. Đấy, chiếc Ford Ranger sản xuất 2011 phiên bản số sàn máy dầu một cầu. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em ở km 11 Cống Trắng, Quán Toan, Hải Phòng. Đấy, sơn xi khá là ok. Đấy, bốn bánh đã đang đúc. Dàn một lốp của nó còn khá là ok anh em nhé. Phần cua lốp thì không hề mùng mọt này. Và sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất cho anh em xem. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, ghế da này. Ghế da rất sáng bóng sạch sẽ anh em nhé. Đây, chân lỉ này. Chân lỉ nguyên bản theo xe này. Đấy, chân lỉ nguyên bản theo xe anh em nhé. Còn đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ này. Phần âm thanh này. Đấy, bật lên xuống này. Đấy, xe không lỗi anh em nhé. Đấy, hốc bản lề này. Đấy, đinh bấm của xe này. Đấy, nó vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Đây, phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ của xe này. Đấy, chiếc Ford Ranger sản xuất 2011 phiên bản số sàn máy dầu anh em nhé. Đấy, đây là phần ghế da đằng trước đây. Đấy, ghế da đằng trước này. Đấy, xe rất cứng xe anh em nhé. Đây, bật lên xuống này. Còn đây là phần táp lô táp ly cánh cửa này. Phần âm thanh này. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ anh em nhé. Đây, những cái đinh bấm của xe này. Đấy, đinh bấm răng nhật của xe này. Đấy, nó vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Đấy, tích hợp xi nhan bên sườn này. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 1 năm 2020 này. Đấy, đăng kiểm thì dài miên man. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy này. Đây là phần cua lốp này. Đấy, cua lốp đằng trước bên phụ này, không hề mùng mọt anh em nhé. Bốn bánh đang đúc. Hai cụm đèn pha rất sáng bóng đều nhau này.
chiếc Ford Ranger sản xuất 2011, phiên bản số sàn, máy dầu một cầu anh em nhé. Còn đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái này. Đấy, phần âm thanh này. Đấy, bật lên xuống này. Đấy, đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, phần keo chỉ của xe này. Đấy, đây là thùng xe này. Đấy, thùng xe anh em nhé. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên lái này, bảng tổng của gương kính chỉnh điện này. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa này. Đấy, đây là phần chỉ xe này. Để cam kết anh em chiếc xe không đâm va, không ngập nước anh em nhé. Đấy, bật lên xuống này. Vô lăng 4 chấu. Và sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho anh em xem. Vâng, đây là phần vô lăng của xe này. Vô lăng khá là ok em nhé. Đây, bóng khí này. Đầu đài nguyên bản theo xe anh em nhé. Và sau đây em sẽ lổ máy lên cho anh em xem này. Vâng, máy đã lổ anh em nhé. Đấy, máy lổ cực êm luôn. Đấy, máy cực chất này. Đây, em đóng điều hòa này. Đấy, điều hòa thì cực mát này. Và số này. Đây, bệ tỉ tay này. Đặt lên có hộp đựng đồ anh em nhé. Đấy, đây là hộp đựng đồ này. Đấy, đây là phần táp lô này. Đấy, táp lô này. Đấy, đây là phần kính lên xuống này. Đấy, hoạt động rất trơn tru anh em, hai bên này. Đấy. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok. Xi nhan này. Đấy, xi nhan hai bên này. Đây, gạt mưa này. Đấy. Đây, chắn nắng này. Đấy, chắn nắng hai bên này. Chắn nỉ đẹp luôn anh em nhé. Chắn nỉ này. Đấy, chắn nỉ như mới luôn này. Đấy, gương chiếu hậu này. Và sau đây em sẽ tiến vào bên phần tổng quan khoang máy cho anh em xem. Máy của chiếc Ford Ranger sản xuất 2011, phiên bản số sàn, máy dầu một cầu. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 300 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì anh liên hệ trực tiếp cho em đi, hoặc là đến trực tiếp cửa hàng em ở km 11 hướng Tráng Quan Toàn, Hải Phòng để được trải nghiệm về mẫu xe này. Máy đổ lên.
máy đổ nó lên không hề rung lắc anh em nhé. Đấy, những cái đinh bấm gian giật của xe đấy, nó vẫn còn nguyên bản anh em nhé. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị địa chỉ ở km 11 Cống Trắng, Quận Toan, Hải Phòng vừa quay tổng quan tổng thể một chiếc Ford Ranger sản xuất 2011 phiên bản số sàn, máy dầu một cầu. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 300 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em những video lần sau.